lính Mỹ từng bị gọi tham chiến ở Việt Nam theo kiểu bốc xổ số. Ông Trump cũng có tên. Theo New York Times, mùa thu năm 1969, sau khi tốt nghiệp đại học, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được bác sĩ kịp thời chẩn đoán mắc căn bệnh gai xương gót chân khiến ông phải hoãn nghĩa vụ quân sự, mà cụ thể là tham chiến tại Việt Nam. Những điều đã diễn ra vào thời điểm đó đã được giữ bí mật trong suốt hàng chục năm và chính ông Trump cũng đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử Tổng thống rằng ông không thể nhớ ra vị bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho mình là ai. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là ông Trump đã thoát cửa tử trong gang tấc. Bởi nếu năm đó ông Trump thành công sang chiến trường Việt Nam tham chiến, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi nước Mỹ lại chẳng bao giờ xuất hiện một vị Tổng thống thứ 45 được đánh giá là vô cùng đặc biệt. Nhất là thái độ và hành động có phần cứng rắn đối với Trung Quốc theo kiểu tao ghét thì tao đóng cửa lãnh sự quán của mày thôi. Đặc biệt, cựu Tổng thống Donald Trump năm đó không tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, mà ông đã may mắn trúng số trong một lần quay xổ số để chọn ra những người được tham gia chiến tranh. Một sự may mắn khiến chủ thớt không biết nên khóc hay nên cười. Bởi thời điểm đó, rất nhiều thanh niên Mỹ tiến bộ có hiểu biết rõ ràng về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, nên hầu như tất cả đều không muốn bước vào một cuộc chiến như thế. Tuy nhiên, dù muốn hay không, họ vẫn phải tòng quân. Không nhiều thanh niên Mỹ may mắn có được người cha giàu có và quyền lực như ông Trump để có thể được hoãn đi lính, nên khi được quay trúng, họ nghiễm nhiên phải khăn gói lên đường. Trước ngày chia ly gia đình để đến một miền đất hứa, có những người đã viết sẵn di chúc để lại. Ông Trump chỉ là một trong số nhiều thanh niên Mỹ có tên trong danh sách sang Việt Nam theo hình thức quay xổ số. Vậy hình thức này được thực hiện như thế nào? Quay xổ số ở Mỹ có giống như ở Việt Nam hay không? Anh em hãy cùng Mr. Xuôi của Ngược Dòng Lịch Sử đi tìm hiểu ngay và luôn, anh em nhé! Ở giai đoạn đỉnh điểm của chiến tranh Việt Nam năm 1969, chính quyền Mỹ đã lại sử dụng những viên nang có chứa số để tuyển quân tham chiến. Một trò may rủi mà hầu hết thanh niên Mỹ đều muốn được rủi hơn là bị may, bởi họ biết kết cục của họ sẽ thảm khốc ra sao nếu lỡ một ngày đẹp trời nào đó được thần xổ số gõ cửa. Hình thức gọi công dân nhập ngũ bắt buộc theo kiểu bốc thăm, draft lottery, được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ vào năm 1863, trong cuộc nội chiến của nước này. Sau đó, những cuộc bốc số như thế đã tiếp tục được tổ chức vào những giai đoạn khốc liệt nhất trong hai cuộc Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Và như một thông lệ, ở đỉnh điểm của chiến tranh Việt Nam năm 1969, những viên nang có chứa số lại được chính quyền Mỹ tiếp tục đem ra sử dụng để tuyển quân tham chiến một cách ngẫu nhiên. Bây giờ chơi xổ số nhằm kiến thiết nước nhà, tất nhiên là trừ các hình thức biến tướng kiểu tan cửa nát nhà, còn Mỹ ngày đó lại quyết định chơi xổ số để chọn người đi chết. Tất nhiên không ai chắc chắn tất cả những người đi chiến tranh đều phải bỏ mạng. Tuy nhiên chẳng thanh niên tiến bộ nào lại tỏ ra hứng thú với việc đang yên đang lành lại bị lệnh đi sang một quốc gia khác để giết người cả. Theo luật nghĩa vụ quân sự năm 1967 của Mỹ quy định, tất cả nam giới từ 19 đến 26 tuổi đều đủ điều kiện để được lựa chọn, ngoại trừ những người được miễn nghĩa vụ quân sự, những người tự nguyện hoặc những người bị kết án hình sự. Ông Trump thời điểm đó thuộc trường hợp đầu tiên, còn lý do được miễn thì có vẻ cũng mang hơi hướng giống mấy ông Việt Nam chuyên trốn nghĩa vụ bây giờ. Thế mới nói, ai rồi cũng phải trốn nghĩa vụ cả thôi. Những lần bốc thăm kiểu xổ số trước đây đã từng phải hứng chịu sự chỉ trích không chỉ từ phía công chúng mà còn từ các nhà khoa học. Họ cho rằng dù mang tên gọi ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì hình thức tuyển quân này lại không thực sự ngẫu nhiên. Bởi vậy, Sở quân dịch Mỹ đã phát triển một hệ thống tuyển quân có độ phức tạp cao hơn. Theo đó, xổ số sẽ được bốc dựa trên ngày sinh của các tân binh. Hội đồng quân dịch chuẩn bị 366 viên nang nhựa và đánh số theo số ngày trong một năm nhuận, bao gồm cả ngày 29 tháng 2. Đầu tiên, người ta lấy ra 31 viên nang tương ứng với 31 ngày trong tháng 1, rồi bỏ vào bên trong mỗi viên nang một tờ giấy có ghi ngày mùng 1 tháng 1, ngày mùng 2 tháng 1. Sau đó các viên nang này được bỏ vào trong một hộp gỗ lớn có hai khoang được ngăn cách với nhau bởi một tấm bìa các tông. Những viên nang tháng 1 nằm trong một khoang, khoang bên cạnh để trống. Tiếp theo, người ta bỏ 29 viên nang tháng 2 vào, rút tấm bìa ngăn cách ra và trộn các viên nang của cả hai tháng lại với nhau, rồi lại ngăn thành hai ô với một ô chứa các viên nang của cả hai tháng, ô bên kia để trống. Quy trình này được lặp lại 10 lần với tất cả các tháng còn lại. Kết quả là viên nang tháng 1 được trộn lẫn các viên nang tháng khác 11 lần, viên nang tháng 2 10 lần và viên nang tháng 12 1 lần. Sau đó, chiếc hộp được niêm phong, lắc đi lắc lại nhiều lần, rồi đổ tất cả các viên nang vào một thùng chứa hình trụ bằng thủy tinh trong suốt. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 1969 tại trụ sở của Sở quân dịch ở Washington trước sự chứng kiến của công chúng, đồng thời được phát trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình. Người dẫn chương trình lấy ra từng viên nang và công bố công khai những con số được ghi bên trong. Viên nang đầu tiên được lấy ra có số thứ tự 258, chứa mảnh giấy ghi ngày 14 tháng 9. Điều này có nghĩa là những người sinh ngày 14 tháng 9 từ năm 1944 đến 1950 được chỉ định ứng với số 1 và là những người được gọi nhập ngũ đầu tiên. Số thứ hai là ngày 24 tháng 4,
số thứ 3 là ngày 30 tháng 12. Vào năm 1970, cách tuyển quân trên cơ sở xổ số này đã dừng lại ở số 195, tương đương với ngày 24 tháng 9, vì khi đó đã đạt được chỉ tiêu. Cũng trong ngày 1 tháng 12 năm 1969, người ta đã tổ chức buổi bốc thăm xổ số lần thứ 2 để sắp xếp thứ tự cho những người có cùng ngày sinh theo bảng chữ cái. Chữ cái G được đánh số 1, tiếp theo chữ cái G là số 2, cho đến khi cả 26 chữ cái trong bảng chữ cái đều được gán số. Những người có các chữ cái đầu tiên của họ, tên và đệm là GGG sẽ đứng đầu, sau đó là GGG, GDG và GXG, còn VVV sẽ xếp cuối cùng. Một cuộc chơi hoàn toàn minh bạch, tất cả đều phụ thuộc vào nhân phẩm của những người bị bắt buộc phải tham gia vào trò chơi. Kết luận này không đồng nghĩa với việc những người đen đủi thì nhân phẩm không tốt, bởi yếu tố nhân phẩm chỉ được tính khi người tham gia chơi tự nguyện. Còn trong trường hợp này, mọi chuyện đều đã được thao túng bởi bàn tay của chính phủ, ở xứ Dân Chủ mà nhiều kẻ thèm thuồng. Quay trở lại với hình thức tuyển chọn theo kiểu quay xổ số này, thì mặc dù đã áp dụng hệ thống phân loại và bốc thăm phức tạp hơn các lần trước, nhưng xổ số năm 1969 vẫn bị các nhà thống kê và toán học chỉ trích. Các nhà khoa học lưu ý rằng, càng những tháng gần cuối năm thì số lần mà những viên nang được trộn lẫn với các viên nang khác lại càng ít đi. Họ cũng chỉ ra rằng việc sử dụng ngày 29 tháng 2 vốn chỉ xuất hiện 4 năm một lần cũng làm ảnh hưởng đến kết quả bốc thăm. Ủy ban quân dịch sau đó đã tiếp thu các ý kiến này và đem vào áp dụng cho quy trình bốc thăm tuyển chọn quân kế tiếp vào ngày 1 tháng 7 năm 1970 để tuyển dụng binh sĩ cho năm 1971. Tuy nhiên trong lần này chỉ có những người đàn ông sinh năm 1951 và hệ thống thậm chí còn trở nên phức tạp hơn khi những người cầm trịch của bốc thăm đã sử dụng tới 2 thùng chứa, lấy một viên nang chứa ngày tháng từ một bên, còn bên kia viên nang có số từ 1 đến 365. Ví dụ, ngày 16 tháng 9 tương ứng với số 139, và điều này có nghĩa là các tân binh sinh vào ngày 16 tháng 9 sẽ chỉ nhập ngũ sau khi quân đội Mỹ đã gọi đủ những người đã nhận được số từ 1 xuống 338 trước đó. Những cuộc xổ số tương tự tiếp theo đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 1971 và ngày 2 tháng 2 năm 1972. Những người tham gia vào buổi rút thăm cuối cùng đã không bị triệu tập khi luật nghĩa vụ quân sự theo chọn lọc đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 1973. Sau đó, quân đội Mỹ chuyển sang hệ thống tuyển quân theo tinh thần tự nguyện. Trong bảng kết quả bốc thăm gọi đi nhập ngũ năm 1970, bằng cách khớp ngày trong cột đầu tiên và tháng ở hàng trên cùng sẽ cho ra số của người lính. Có vài cái tên nổi tiếng đã xuất hiện. Ngoại trừ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 với số 356, thì cũng còn số 204 thuộc về nhà văn Stephen King, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1947, và số 327 là diễn viên điện ảnh Sylvester Stallone, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946. Tất nhiên, vào thời điểm được trúng số, Donald Trump chưa phải là Tổng thống Mỹ, nhà văn Stephen King cũng chưa nổi tiếng nhờ loạt siêu phẩm kinh dị để đời, trong số đó ám ảnh nhất phải kể đến It, Chú Hề Ma Quái. Về bản chất, xổ số chỉ là một trò chơi may rủi, chỉ có điều trong trường hợp của nước Mỹ thì nó hơi ngược đời, khi người rủi thì vui, còn người may thì lại buồn rười rượi. Sau đó thì tìm đủ mọi cách để khước từ niềm vui từ trên trời rơi xuống đó. Theo dõi đến đây, hẳn anh em cũng đã nhìn ra một điểm chung trong bối cảnh sử dụng hình thức tuyển quân độc nhất vô nhị này của Mỹ. Đó là khi những cuộc chiến mà Mỹ tham gia lên tới đỉnh thì hình thức quay xổ số mới xuất hiện. Điều đó để nói rằng không phải lúc nào thần may mắn cũng ở bên bạn, mà nó sẽ đến vào thời điểm mà bạn không bao giờ ngờ tới. Còn anh em, tối qua có mộng mơ gì thì comment ở phía dưới để những anh em khác còn tham khảo. Cố mà cứu lấy cái nịt, chứ hết mùa Euro có khi cái nịt cũng chẳng còn, anh em ạ. Đại diện cho những anh em sắp không còn nịt, Mr. Xuôi tôi xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng, anh em đừng quên like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ ngược dòng lịch sử hơn nữa, anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!